Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn lên đau xót. 40 ngày đã trôi qua kể từ khi bắt đầu hành trình mùa chay với việc sức cho. Hôm nay thứ Sáu lúc 2 giờ 30 chiều 19 tháng 4 năm 2019, mặc dù trời mưa, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thánh Giuse cùng với vị chủ chăn là Linh mục Chính xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị sống lại những giờ cuối cùng cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thánh Giuse tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đường thánh giá, đường tình yêu, con sắp bước vào những chặng đàng thánh giá của chính đời con. Ai theo ta, hãy vác thánh giá mình hàng ngày. Con không vác một mình con đâu, cha sẽ vác với con, vì con và cha là một. Thánh giá con vác bây giờ cũng là một, nhưng con biết sự khác nhau là đời sống ở trần gian của cha đã chỉ hoàn thành khi cha chết và sống lại trong vinh quang. 14 chặng đường của đời con cũng sẽ chỉ hoàn thành khi con kết triều thiên chiến thắng bằng cả đời con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Mẹ xưa đứng bên thánh giá tham thương, thấy con đau đớn mẹ nát gan vàng, đôi dòng nước mắt tuôn dòng dòng. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta đã có 40 đêm ngày để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Trong suốt 40 đêm ngày qua, chúng ta được mời gọi và nhắc nhở nhau hướng tâm hồn mình nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Đúng như lời Kinh Thánh, họ sẽ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu qua. Lời Kinh Thánh chúng ta mới vừa nghe. Ngày hôm nay, 2000 năm trước, Chúa Giêsu chịu chết ở trên đỉnh đồi Canvê. Dân chúng lúc đó đi theo Chúa Giêsu, người đi vì thương tiếc, người đi vì tò mò. Nhưng mà tất cả những người họ đều nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu qua. Trong suốt 40 đêm ngày qua, tôi mời anh chị em nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá để mình thấy gì trên đó. Những người đã theo Chúa Giêsu trên đồi Golgotha ngày xưa, họ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu qua, họ thấy gì? Họ nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, họ thấy gì ở đó? Có phải chăng họ chỉ thấy một người bị đóng đinh chết, mình mẩy trần truồng, chết cô đơn ở trên đỉnh đồi?
Họ thấy gì anh chị em? Họ thấy gì ở đó? 2000 năm trước họ đã thấy gì? Và 2000 năm sau chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta thấy gì? Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta xem từng người một. Những người đã đứng ở đó và nhìn lên Chúa Giêsu và được phúc âm ghi lại cho chúng ta. Người thứ nhất là một anh lính La Mã thời đó. Anh giữ cái chức vụ là sĩ quan, cho nên anh coi sóc những anh lính phụ trách an ninh và thi hành án tử hình của Chúa Giêsu lúc đó. Anh ta đã chứng kiến cái cảnh đau khổ, cái cảnh đòn roi mà Chúa Giêsu đã chịu. Anh ta đã nhìn thấy cái cảnh mà Chúa Giêsu phải ngã mấy lần trên đường tới đồi Canvê. Trong những đau khổ đó, anh nhìn lên Chúa Giêsu, anh thấy cái gì? Phúc âm Thánh Marco ghi lại cho chúng ta, khi anh nhìn lên, anh thấy Chúa Giêsu lúc đó, anh mới thốt lên một câu rằng: người này quả thật là Con Thiên Chúa. Đây là một người không có phải là có đạo anh chị em. Đây là người La Mã. Trong cái cảnh đau đớn khốn khổ mà anh chứng kiến đó, anh nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, anh thấy được hình ảnh của Con Thiên Chúa trên đó. Rồi những người khác xung quanh khi nhìn lên thập giá, họ thấy gì trên đó? Thấy gì đây? Ví dụ như những người mà ở trong lòng rất là bình yên, hạnh phúc như mẹ Maria và Thánh Gioan, đi theo Chúa Giêsu mãi cho tới chân thập giá, đứng ở đó nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Gioan thấy cái gì? Thấy gì trên đó? Thánh Gioan ghi lại trong phúc âm của Ngài rằng khi nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá đó, Ngài mới thốt lên một câu: Chúa đã yêu thương, và Chúa đã yêu thương cho đến cùng. Khi Đức Mẹ và Thánh Gioan nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, họ nhìn thấy được tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa vô bờ, yêu thương con người của mình. Quá đẹp. Những người 2000 năm trước nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, người thì thấy là Con Thiên Chúa, người thì thấy một tình yêu vô biên vô bờ. Vậy thì hai người ở hai bên, trong đó có một người, một tên trộm. Anh này đang ở trong hoàn cảnh tội lỗi. Tội của anh là tội ăn cắp. Mà tôi không nghĩ là chỉ có ăn cắp một quả dưa leo mà bị tử hình đâu. Cái tội ăn cắp mà đến mức phải tử hình, tội này không có nhẹ đâu. Có nghĩa là anh này ở trong tội. Vậy thì khi anh nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, anh thấy cái gì? Thấy gì trên đó? Phúc âm kể lại cho chúng ta, anh nói cái gì với Chúa? Thưa Thầy, khi nào về thiên đàng xin nhớ đến con. Vậy thì anh nhìn Chúa Giêsu, anh thấy gì? Anh thấy ơn tha thứ, anh thấy ơn cứu độ. Anh nhìn Chúa Giêsu, anh thấy được rằng đây là cái nguồn ơn cứu độ, nguồn ơn tha thứ cho anh ta. Cho dù anh ta đang ở trong tội đó anh chị em, và trong cái hoàn cảnh đó mình vẫn nhìn thấy như vậy. Đó là những người 2000 năm trước. Còn một người nữa là ông Phêrô. Đây là một người đang sống trong cái sự hối hận và xấu hổ. Hối hận và xấu hổ lắm anh chị em. Bởi vì ông mới vừa chối thầy của mình. Vậy thì khi ông Phêrô nhìn thập giá Chúa Giêsu, ông thấy cái gì trên đó? Phúc âm kể rằng ông không có dám đi gần, ông đứng
đứng xa xa đằng kia nhìn Chúa. Vậy thì khi nhìn thầy của mình chịu treo trên thập giá đó, ông thấy cái gì ở đó? Ông thấy được cái cơ hội mà Chúa ban cho ông để làm lại cuộc đời. Ông thấy được rằng cái tình yêu vô biên đó cho ông thêm một cơ hội nữa để ông làm lại cuộc đời. Vậy thì ngày hôm nay 2000 năm sau, chúng ta cùng nhau hướng lòng mình lên trên thập giá Chúa Kitô. Chúng ta nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Mỗi con người của mình thấy gì ở trên đó? Cho dù anh chị em đang ở trong hoàn cảnh nào, tội lỗi như anh trộm kia, đang sống trong tội lỗi, đang sống trong cái cảnh mà xấu hổ như ông Phêrô, nhút nhát hèn nhát như vậy, xấu hổ lắm, không dám đối diện với thầy mình. Cho dù chúng ta đứng như kẻ bàng quan, như một anh sĩ quan người La Mã kia, hay là chúng ta là những người đang tin yêu Chúa, bước theo Chúa như mẹ Maria và Thánh Gioan, khi nhìn lên thập giá, tôi tin chắc rằng chúng ta đều thấy được ơn cứu độ. Khi nhìn lên thập giá, chúng ta thấy cảm động. Còn nếu như chúng ta nhìn lên thập giá mà anh chị em thấy trong lòng của mình không có một chút gì mà cảm động, thì mình quả thật có vấn đề. Mình có vấn đề đó chị em. Ngày thứ sáu tuần thánh là ngày Chúa chịu chết, là ngày lễ an táng của Chúa đó, ngày lễ tang. Nếu mình nhìn ngắm thập giá Chúa Giêsu không có cảm giác gì cả. Vậy thì nếu so lại với một cái anh lính mà vô thần kia không có niềm tin, so lại với một anh trộm lành bị án tử hình đó, so với ông Phêrô xấu hổ nhục nhã kia đó, mình có bằng họ hay không? Bởi vì họ nhìn lên Chúa đó, họ cảm động, họ nhìn thấy được ơn cứu độ. Họ sẽ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu qua. Đấng đang ở trên thập giá là chúng ta đâm thâu qua trái tim cạnh sườn của người đó. Từng vết đinh mà chúng ta đóng đó là chính chúng ta đóng đó anh chị em. Tội của mình làm đó. Từng vết roi đánh vào trong xác thịt của Chúa đó, mà khi vứt ra xác thịt nó rơi rời đi, máu tuôn xuống đó, là mình làm đó anh chị em. Bởi ai mà Chúa mang thảm hình? Chúng ta mới vừa hát với nhau, ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, mà chúng ta không một chút nào để cho tâm hồn của mình nó sửa đổi, thì tôi cảm thấy quả thật mình còn tệ hơn ông Phêrô ngày xưa nó xấu hổ lắm. Xấu hổ lắm. Ước gì chúng ta từ nay sửa đổi cuộc sống của mình lại, nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta được cái nguồn ơn để chúng ta bắt đầu cải sửa cuộc sống của mình. Mình không thể nào sống như trước kia được, phải sửa và phải sống cho nó tốt hơn, sống cho nó đàng hoàng hơn, nghiêm chỉnh hơn. Hãy nhớ nhìn lên thập giá Chúa Giêsu. Ngày nào mà anh chị em không có hướng lên thập giá Chúa Giêsu là mình đã thua vào tay ma quỷ rồi. Thua rồi. Chỉ có thập giá này thôi. Chỉ có Chúa Giêsu trên thập giá mới cứu được chúng ta. Đây là nguồn ơn cứu độ của mình, nguồn ơn cứu độ duy nhất cho chúng ta, không có cái khác đâu. Và tôi cũng xin được nhắc lại, anh chị em cũng không có tự cứu mình được đâu. Chỉ có Chúa mới cứu mình.
chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới cứu mình. Hãy đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, nhìn lên, than khóc cho tội của mình. Và sắp tới đây, khi chúng ta cử hành nghi thức để mà suy tôn thập giá của mình, thập giá Chúa Kitô, tôi mời gọi anh chị em trong cõi lòng của mình khi bước tới để chúng ta hôn lấy thập giá Chúa Kitô, nơi mà Chúa đã chết để cứu chuộc mình đó. Trong cõi lòng chúng ta nói lên với Chúa cái lời tạ tội đối với Chúa. Tôi muốn mời gọi anh chị em, những cái nghi thức mà chúng ta cử hành nó xuất phát từ cái cõi lòng của chúng ta, để từ đó chúng ta nó mới sửa được cái đời sống của mình. Khi bước tới nhìn thấy thập giá Chúa Kitô, hôn lấy thập giá Chúa Kitô, tạ tội với Chúa và cảm tạ Chúa đã chết để cứu chuộc mình, làm được không? Một điều đơn giản thôi. Để chứ đi về ngày hôm nay chúng ta mới cảm nhận được cái câu mà chúng ta hát: ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Chứ không phải bởi người khác đâu, bởi chính bản thân mình đó. Mỗi ngày nhìn lên thập giá Chúa Giêsu Kitô mà tạ tội. Đây là Gô-ra, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy. Đây là Gô-ra, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy. Tiếng nói tình yêu, ôi thập xa, ôi thập xa, là đỉnh cao yêu thương ngất trời, là đỉnh cao cao siêu sáng ngời. Muôn đời hiền vinh, vết máu loang trên đồi xưa, minh chứng cho một tình yêu, ra chuộc vì tôi nhân thế, ôi nhớ.